Thưa quý vị, việc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, chủng mới tức nCoV gây ra là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Thêm vào đó, số lượng ca mắc gia tăng nhanh chóng đã khiến cho nhiều người dân cảm thấy bất an và lo lắng. Vâng, không chỉ có người dân của chúng ta mà nhiều bậc phụ huynh trong những ngày vừa qua vì sự lo lắng như thế đã tự ý cho con em mình nghỉ học ở nhà để tránh cái sự lây nhiễm virus corona. Và theo nhiều khuyến cáo của các chuyên gia y tế cũng như là nhiều nhà khoa học thì rõ ràng trong thời điểm này chúng ta không nên hoang mang lo sợ, mà biện pháp cần thiết nhất đó chính là chúng ta cần phải chủ động để có thể là bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình. Và ngay sau đây là sự trò chuyện của các phóng viên của kênh VTC9 với một chuyên gia về lĩnh vực sức khỏe. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, xin chào thạc sĩ bác sĩ Vũ Hoài Nam, trưởng khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện Hữu Nghị. Xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình VTC9 ngày hôm nay ạ. Thưa bác sĩ, ngày 31 tháng 1 thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nâng mức cảnh báo với cả bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona hay còn gọi là nCoV lên cái mức là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu ạ. Vậy thì bác sĩ có thể cho khán giả biết rõ hơn là bệnh dịch này thì nguy hiểm như thế nào không ạ? Virus nCoV thì có hai cái đặc tính. Thứ nhất, cái độc lực thì có thể là so với các nhiều loại virus mà các cái bệnh dịch chúng ta đã từng trải qua, độc lực của virus không quá mạnh. Nhưng tuy nhiên thì cái thời gian ủ bệnh của virus này khá là dài. Trong thời gian ủ bệnh vẫn có thể gây lây lan bệnh cho người khác. Và chính vì thế nên là cái việc là kịp thời phát hiện những bệnh nhân nhiễm virus nCoV cũng như để kịp thời cách ly trở thành khó khăn hơn rất là nhiều. Và đây cũng là một cái nguyên nhân làm cho dịch bệnh lan tràn ở Trung Quốc cũng như là đã sang đến Việt Nam. Trong cái điều kiện thời tiết ở Trung Quốc cũng như là đặc biệt ở miền Bắc Việt Nam trong những ngày mùa đông này, những ngày còn lạnh như thế này, nhiệt độ dưới 25 độ C là cái môi trường thuận lợi cho virus này phát tán và lây lan. Vì thế nên là cái việc là tích cực phòng chống dịch bệnh trở thành một cái yêu cầu rất là quan trọng. Vâng, hiện tại thì rất là nhiều người dân đang hoang mang trước cái thông tin là hiện nay thì ở Việt Nam thì đã có 5 người được phát hiện là dương tính với virus corona, trong đó thì là có 3 người là người Việt Nam. Và nhiều người, thậm chí nhiều phụ huynh còn cho con nghỉ học để tránh cái hiện tượng là lây lan, lây nhiễm chéo. Vậy thì theo bác sĩ thì cái điều này có thực sự cần thiết không ạ? Sự lo lắng trong một trường mực nào đó là cần thiết. Tất nhiên thì chúng ta không cần phải hoang mang đến và có những cái hành động hay là có những cái động thái một cách cực đoan. Những cái sự hoang mang nó không giúp ích cho cái việc chúng ta phòng chống dịch bệnh, cũng không giúp ích cho chúng ta khỏe mạnh hơn. Ở trong tình hình dịch bệnh hiện nay thì chúng ta chưa cần phải cách ly hay là cần một cách tuyệt đối như vậy. Chúng ta chỉ hạn chế tụ tập đông người nếu không thật sự cần thiết, hạn chế đến những nơi công cộng, hạn chế đi du lịch. Cái việc cho con nghỉ học thì tùy theo tình trạng dịch bệnh diễn biến trên cả nước, và Bộ Y tế Việt Nam cũng như Chính phủ Việt Nam sẽ có những khuyến cáo phù hợp ở từng thời điểm. Cái việc nghỉ học cũng có thể sẽ phải xảy ra, nhưng ở thời gian ngày hôm nay, ở thời điểm hiện tại thì cái việc cho con nghỉ học là chưa cần thiết. Ngay khi mà có xuất hiện dịch bệnh thì Bộ Y tế cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra những cái phác đồ khuyến cáo rất là phù hợp và khá là hoàn chỉnh. Và chính vì thế nên chúng ta đã thành công trong cái việc là điều trị được một bệnh nhân nhiễm virus ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Và chúng ta cũng tin tưởng rằng là với những cái phác đồ được thường xuyên được cập nhật và chỉnh sửa để cho phù hợp với tình hình, nếu không may chúng ta bị nhiễm bệnh, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm rằng y tế Việt Nam, các bác sĩ Việt Nam có thể khống chế được bệnh, có thể khống chế được dịch và chúng ta có thể khỏi bệnh. Vâng, bác sĩ có vừa chia sẻ về vấn đề là người dân nên tự chủ động phòng bệnh. Vậy thì phòng bệnh như thế nào thì để hiệu quả thì bác sĩ? Về phía người dân thì để phòng tránh bệnh do viêm phổi cấp do nCoV hay do các loại virus khác cũng như các loại vi khuẩn khác thì cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải có một cơ thể khỏe mạnh. Thứ nhất là bản thân sức khỏe tốt, thứ hai là khống chế hay là kiểm soát được các cái bệnh mạn tính mà chúng ta đang mắc phải. Còn các cái biện pháp dự phòng lây nhiễm trong cộng đồng như là đeo khẩu trang và rửa tay là những cái biện pháp rất là quan trọng trong cái giai đoạn mà đang có dịch hiện nay. Trong những cái điều kiện mà không có nước và xà phòng, chúng ta có thể dùng các dung dịch sát khuẩn tay nhanh chứa cồn. Vâng, thưa bác sĩ vừa mới chia sẻ rằng một trong những cái biện pháp hữu hiệu nhất đó là người dân cần tự nâng cao sức đề kháng để phòng lại cái bệnh mà do virus corona. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về các cái biện pháp mà nâng cao sức đề kháng cho người dân như thế nào không ạ? Để nâng cao sức đề kháng thì cái việc rèn luyện thể dục thể thao hàng ngày cũng như ăn uống đủ chất, uống đủ nước, bổ sung các vitamin thường xuyên
là những cái biện pháp rất là hữu hiệu để cho cái sức khỏe của chúng ta được đảm bảo. Ngủ đủ cũng là một trong những cái một cái phương pháp để cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn. Trong thời tiết những cái ngày mà dạ đông, thời tiết giá lạnh như thế này thì việc mặc áo ấm, quàng khăn, đội mũ là những biện pháp giữ ấm cơ thể để tránh bị nhiễm lạnh, cũng là làm cho cái sức đề kháng của cơ thể không bị ảnh hưởng. Với người già và trẻ nhỏ là hai đối tượng mà có sức đề kháng kém hơn. Vậy thì với những hai đối tượng này thì cần có những lưu ý đặc biệt như thế nào để mà phòng bệnh trong thời gian tới ạ? Ở cái giai đoạn hiện nay, bất kể ai đang đối diện tiếp xúc với chúng ta cũng có thể là người mang bệnh. Tuy nhiên thì để mà khi bị nhiễm virus nCoV biểu hiện thành viêm phổi mức độ nặng, thường theo các thống kê thường sẽ xuất hiện ở trên người già. Ở trẻ nhỏ thì còn ít gặp hơn, nhưng chủ yếu là những người già, đặc biệt là những người mà mắc nhiều các bệnh mãn tính kèm theo. Với thời điểm hiện nay thì cái việc khuyến cáo người già hay trẻ nhỏ tránh đến nơi công cộng, tránh đến bệnh viện nếu không thật sự cần thiết, nếu không có triệu chứng gì trở thành nào yêu cầu được khuyến cáo. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ từ bác sĩ ạ.